tìm đường thì mình vô được đường Nguyễn Duy Định nè. Bên đây mới là khu quận 2 ngày xưa. Khu này chưa quy hoạch gì hết. Xưa giờ vẫn là vậy, không có chưa quy hoạch thành khu đô thị gì hết. Khúc ngoài thì còn lạ này. Mấy bên này giống như cái chợ. Cá khô. Thanh long. Thanh long 15.000 ký. Chuối. Chợ chiều gan quá trời. Bánh xèo miền Tây 18.000, một trái 18.000. Buổi sáng ở đường này là chợ chợ Tử Khoán, đường Nguyễn Duy Trinh. Thank you.
luôn, nhớ rồi, qua nhà thuốc này luôn. Chỗ này chắc cuối quận 2 luôn á. Đường là 63. Xuống đi, xuống thềm đi con. Thớ đừng có giật nha. Có người ta hỗn trang nó phụ. Hoàng tử xuống. Xuống trời mi nha. Rồi. Xe đâu? Để nha, ba đợi nha. Không nhớ tầng mấy hả? Đứng đợi xíu. À đợi xíu đi. Lên lầu mấy chị? 300 mấy? 3 nha. Rồi. Lên lầu 3 đi. Lầu 3.
đây buổi chiều ở bên khu dân cư bên quận 2 nè. Ở đây là phường Bình Trung Đông. Đây có cái trường học, trường tiểu học Nguyễn Trãi. Sống ở Sài Gòn buổi chiều cuối tuần thiệt là mát mẻ à. Sẵn dịp đi qua quận 2 quay số hình ảnh gửi các anh chị bạn xem cho nó vui. Đây, ở đây cái chung cư Phú Thiêm Xanh, Bình Trưng Đông, quận 2. Cửa này cũng mấy lô luôn, 3-4 lô. Đây. Nó vô rồi đó chị. Vô thang máy rồi đó. Dừng video tại đây ha. Hẹn gặp lại anh chị bạn trong những video tiếp theo nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.